Hey, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về một cách thức để kiếm lợi nhuận với mức rủi ro gần như là bằng không. Và với mức rủi ro gần như bằng không như vậy thì mức lợi nhuận chúng ta kiếm được nó cũng sẽ không quá cao. Bật mí thêm thì đây là cách rất phù hợp với những bạn đang sử dụng và để stablecoin ở trên sàn OKX. Thì chúng ta có thể tham gia tính năng này để tối ưu cái phần stablecoin đó. Nếu như các bạn chưa có tài khoản của sàn OKX thì có thể đăng ký tài khoản theo đường link mình để dưới phần bình luận của video này nha. Sản phẩm mà mình chia sẻ trong video này có tên là Sharkfin ở sàn OKX. Và giải thích dễ hiểu thì đây là một sản phẩm giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận bằng stablecoin USDT bất kể là thị trường có tăng hay là giảm giá. Có nhiều bạn sau khi xem đến đây thì sẽ thắc mắc là có rủi ro gì đối với sản phẩm này hay không? Thì câu trả lời là không hả các bạn? Bởi vì đây là sản phẩm bảo toàn được phần vốn gốc của chúng ta, có nghĩa là số tiền đầu tư ban đầu của chúng ta sẽ không gặp rủi ro. Một ưu điểm tiếp theo là sản phẩm này không có phí giao dịch hay là phí ẩn nào cả, nên các bạn khỏi lo là sẽ bị tính thêm phần phí nào nha. Hiện tại sản phẩm này chỉ đang áp dụng với hai cặp crypto là Bitcoin và Ethereum. Mỗi cặp sẽ có hai loại sản phẩm là Bullish Sharkfin và Bearish Sharkfin. Mình sẽ giải thích từng loại sản phẩm cũng như là ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu nha. Như trên màn hình các bạn cũng đang thấy được, đây là sản phẩm Bullish Sharkfin và đây chính là sản phẩm mà khi chúng ta đầu tư tiền vào, tức là chúng ta kỳ vọng là giá của Bitcoin nó sẽ tăng cao hơn mức giá hiện tại. Tuy nhiên, đến khi mà giá Bitcoin đáo hạn thì nó cần phải nằm trong một vùng giá đã được chỉ định thì chúng ta mới nhận được một mức lợi nhuận APY cao nhất. Dành cho các bạn chưa biết thì APY là lợi nhuận phần trăm hàng năm có tính cả lãi kép. Quay trở lại với sản phẩm Bullish Sharkfin thì ở sản phẩm này nó sẽ có ngày đáo hạn và giá của Bitcoin ở ngày đáo hạn nó sẽ diễn ra 3 kịch bản. Kịch bản đầu tiên là giá của Bitcoin sẽ nằm ngoài biên độ dao động, tức là vùng giá đã được chỉ định hay các bạn. Như ở trên màn hình chúng ta đã có được một vùng giá đã được chỉ định là giá Bitcoin ở biên độ dưới là 18.000 đô và ở biên độ trên đó là 21.000 đô. Và khi mà giá của Bitcoin nằm ngoài biên độ dao động này, tức là giá của Bitcoin lúc đáo hạn á, nó nằm ở mức giá là 17.000 đô hoặc là 16.000 đô, nó nằm dưới cả mức 18.000 đô này, thì chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY là chỉ có 1% thôi ha. Tiếp theo sẽ là kịch bản thứ hai, đó là giá của Bitcoin có tăng ở trong kịch bản bullish này, nhưng mà giá của Bitcoin đã tăng vượt ra ngoài cả phạm vi 18 cho đến 21.000 đô này, tức là giá của Bitcoin lúc đáo hạn có thể là vùng 22 hoặc là 23.000 đô, thì lúc đó nó đã nằm ngoài phạm vi 18 cho đến 21.000 đô này ha các bạn. Thì lúc đó chúng ta cũng chỉ nhận được một mức lợi nhuận APY đó là chỉ có 1% mà thôi. Và kịch bản cuối cùng là kịch bản tốt nhất, đó là giá của Bitcoin lúc đáo hạn thì nó sẽ có mức giá là khoảng 20.000 đô, tức là nó nằm trong phạm vi giá đã được chỉ định, đó là vùng 18 cho đến 21.000 đô, thì chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY là từ 4% cho đến 18% ha các bạn. Thì mức APY này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tính ra được một mức lợi nhuận APY đã được xác nhận bởi công thức của sàn OKX. Tiếp theo mình sẽ lấy ví dụ từng trường hợp để các bạn có thể dễ hiểu và có thể tự tính ra được ha. Ví dụ mình có đầu tư 10.000 đô vào sản phẩm Bullish Sharkfin như trên màn hình các bạn cũng đang thấy và phạm vi vùng giá đã được chỉ định là 18.000 đô cho đến 21.000 đô thì mình sẽ nhận được một mức lợi nhuận là từ 4% cho đến 18%, còn nằm ngoài phạm vi 18 cho đến 21.000 đô này thì mình chỉ nhận được một mức lợi nhuận là 1% mà thôi. Và trong kịch bản đầu tiên, đó là giá của Bitcoin đáo hạn ở dưới cả mức giá 18.000 đô thì mình chỉ nhận được một mức lợi nhuận APY đó là 1%. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được mức thu nhập theo công thức tính thu nhập dùng chung cho cả sản phẩm Bullish Sharkfin và Bearish Sharkfin của sàn OKX. Công thức tính thu nhập sẽ bằng số tiền đăng ký nhân cho mức lợi nhuận APY và nhân cho 7 chia cho 365. Và số 7 ở đây chính là thời điểm đăng ký đến lúc đáo hạn là 7 ngày. Khi chúng ta áp số vào công thức thì chúng ta sẽ tính được thu nhập nhận được đó là 10.000 đô nhân cho 1% mức lợi nhuận APY và nhân cho 7 chia cho 365 thì chúng ta sẽ nhận được một mức thu nhập đó là 1,91 đô. Và đó là kịch bản đầu tiên, giá của Bitcoin đã đáo hạn ở dưới cả vùng giá đã được chỉ định. Và kịch bản thứ hai, đó là giá của Bitcoin đáo hạn ở trên cả vùng giá đã được chỉ định thì mình cũng sẽ chỉ nhận được một mức lợi nhuận APY đó là chỉ 1% mà thôi. Chúng ta cũng sẽ tính được mức thu nhập tương tự như công thức trên, đó là 10.000 đô nhân cho 1% mức lợi nhuận APY nhân cho 7 chia cho 365 thì chúng ta sẽ nhận được là 1,91 đô. Và kịch bản tốt
tốt nhất là kịch bản thứ ba, đó là giá của Bitcoin đáo hạn ở trong vùng giá đã được chỉ định ha các bạn. Và mình giả sử là giá của Bitcoin đã được đáo hạn ở vùng giá đó là vùng 20.000 đô, nó nằm trong phạm vi là từ 18 cho đến 21.000 đô này ha. Ở kịch bản thứ ba này, chúng ta sẽ xác định mức lợi nhuận APY trước. APY trong trường hợp này sẽ được tính theo công thức đang hiện ở trên màn hình. Và sau khi chúng ta đã xác định được mức APY là 13,33%, thì chúng ta sẽ áp vào công thức tính thu nhập, chúng ta sẽ được là 10.000 đô nhân cho 13,33% nhân cho 7 chia cho 365. Và ở kịch bản thứ ba này thì chúng ta sẽ có được một mức thu nhập là 25,56 đô. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy rất rõ ràng là ở kịch bản 1 và ở kịch bản 2 chúng ta chỉ có mức lợi nhuận là 1,91 đô mà thôi. Nhưng mà ở kịch bản 3 chúng ta có mức lợi nhuận lên đến là 25,56 đô, cho thấy rằng là khi mà giá của Bitcoin ở ngày đáo hạn á, nó có mức giá nằm trong phạm vi đã được chỉ định thì chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận cao nhất. Ngược lại với sản phẩm bullish sẽ là sản phẩm bearish shark fin, và ở sản phẩm này chính là sản phẩm mà chúng ta khi mà chúng ta đầu tư tiền vào thì chúng ta đang kỳ vọng là giá của Bitcoin nó sẽ giảm kể từ mức giá hiện tại. Tuy nhiên là giá của Bitcoin đến lúc đáo hạn nó cần phải nằm trong phạm vi giá đã được chỉ định thì chúng ta cũng sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY cao nhất trong cả 3 trường hợp. Sản phẩm này nó cũng sẽ có 3 trường hợp giống như sản phẩm trước. Và trường hợp đầu tiên là giá của Bitcoin đáo hạn nó sẽ giảm dưới cả vùng giá đã được chỉ định. Và vùng giá chỉ định ở đây đó là vùng 18 cho đến 21.000 đô. Thì khi mà giá Bitcoin đáo hạn ở dưới cả vùng giá này thì chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY đó là 2%. Và trường hợp thứ hai đó là giá của Bitcoin đáo hạn thì nó sẽ ở mức giá là trên 21.000 đô, tức là ở mức giá là 22 hoặc là 23.000 đô, thì chúng ta cũng sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY là 2%. Ở kịch bản thứ ba cũng chính là kịch bản tốt nhất, đó là giá đáo hạn của Bitcoin nó sẽ nằm trong phạm vi đó là vùng 18 cho đến 21.000 đô, thì chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY là từ 4% cho đến 19% ở đây ha các bạn. Và mình cũng sẽ lấy một ví dụ cụ thể, đó là mình đầu tư 10.000 đô vào sản phẩm bearish shark fin này, và đến lúc đáo hạn thì giá của Bitcoin có mức giá là 16.000 đô và nó nằm ngoài cả biên độ đã được chỉ định đó là vùng 18 cho đến 21.000, thì mình sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY là 2%. Với mức lợi nhuận 2% này thì mình sẽ tính ra được thu nhập mà mình sẽ nhận được, đó là 10.000 đô nhân cho 2% nhân cho 7 chia cho 365 thì mình sẽ nhận được là 3,83 đô. Và ở kịch bản thứ hai đó là giá của Bitcoin đến ngày đáo hạn thì nó ở mức giá là 22.000 đô, thì nó nằm ngoài cả phạm vi là 18 cho đến 21.000 đô, thì mình cũng sẽ chỉ nhận được một mức lợi nhuận APY là 2% mà thôi. Và từ mức lợi nhuận APY 2% này thì mình sẽ tính ra được thu nhập là bằng 10.000 đô nhân cho 2% nhân cho 7 chia cho 365 thì mình sẽ có thu nhập là 3,83 đô. Cuối cùng là kịch bản thứ ba cũng chính là kịch bản tốt nhất, đó là mức giá của Bitcoin ở thời điểm đáo hạn nó nằm trong phạm vi 18 cho đến 21.000 đô, mình giả sử là vùng 20.000 đô ha, thì mình sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY là từ 4% cho đến 19%. Và để xác định được là chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận APY bao nhiêu phần trăm thì chúng ta cần phải đi tính. Và công thức tính APY như trên màn hình các bạn cũng đang thấy thì APY mình nhận được đó là 9%. Và khi mà mình áp dụng vào công thức tính thu nhập thì mình sẽ tính ra được mức thu nhập mà mình nhận được sẽ là 17,26 đô trong trường hợp kịch bản thứ ba này. Như vậy là ở sản phẩm bullish shark fin hay là bearish shark fin mà giá của Bitcoin ở thời điểm đáo hạn nó nằm trong phạm vi giá đã được chỉ định thì chúng ta sẽ nhận được một mức lợi nhuận, một mức thu nhập cao nhất. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là khi nào chúng ta sẽ nhận được tiền gốc và tiền lãi, thì tiền gốc và tiền lãi nó sẽ được cộng vào tài khoản của các bạn vào lúc 5 giờ chiều ở theo giờ Việt Nam vào ngày đáo hạn. Còn mức lợi nhuận APY sẽ được sàn tính cho các bạn vào lúc 3 giờ chiều vào ngày đáo hạn theo giờ Việt Nam nha. Tóm lại, sản phẩm shark fin của sàn OKX đã giúp người dùng tối ưu được việc là nắm giữ stablecoin ở trên sàn mà vẫn kiếm được lợi nhuận mà không bị rủi ro về phần vốn, bất kể là thị trường có tăng hay là giảm giá. Rất thích hợp đối với những bạn đang có số vốn lớn nhưng mà chưa sử dụng đến, thì chúng ta có thể sử dụng tính năng là shark fin của sàn OKX để chúng ta gia tăng được cái lượng stablecoin USDT mà chúng ta đang nắm giữ. Nếu các bạn muốn sử dụng tính năng này thì nhớ đăng ký tài khoản sàn OKX theo đường link mình để dưới phần bình luận của video này nha. Video này là video chia sẻ thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.